Kính chào tái ngũ quý ông bà cô bác anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 24 tháng 8 do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng dân chủ California muốn trao trợ cấp thất nghiệp cho những người đình công ở Hollywood vui cho đảng cộng hòa và tổng thống trump nắm chắc phần thắng 99% cho cuộc bầu cử năm 2024. Sự nhẫn tâm của chu bá bà, bà mẹ sao vàng tiết lộ hành động đáng chê trách của cụ bảy. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, đảng dân chủ ở california đang chuẩn bị đề xuất ý tưởng mở rộng trợ cấp thất nghiệp cho những người lao động đang đình công rõ ràng điều này được thúc đẩy chủ yếu bởi các diễn viên và nhà văn Hollywood đang đình công. Thông thường những phúc lợi kiểu này chỉ dành cho những người lao động đã bị người chủ cho thôi việc. Điều này không gì khác hơn đó là việc đảng dân chủ đang cố gắng cứu nguy cho những người mà họ biết là một phần cử tri quốc loại của mình. Cũng cần lưu ý rằng chương trình bảo hiểm thất nghiệp của California đã bị phá vỡ. Thưa quý vị, cụ thể một nhóm đảng viên của Đảng dân chủ California dự kiến sẽ đề xuất trợ cấp thất nghiệp cho những người lao động đình công. Thông báo dự kiến sẽ được phát hành trong những ngày hoặc là tuần tới để cung cấp cho những người lao động đình công những phúc lợi lợi ích từ chương trình bảo hiểm thất nghiệp của California đang nợ 18 tỷ đô la. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có những cuộc đình công lịch sử của cả biên kịch và diễn viên, buộc nhiều bộ phim và chương trình truyền hình phải tạm dừng sản xuất. Rob Maltry, người ủng hộ chính sách của phòng thương mại California, người phản đối luật nói với First News, điều này sẽ cho phép những cá nhân đình công không tìm việc làm và không phải do lỗi của họ được yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp như thể họ thực sự thất nghiệp. Mauri nói thêm rằng, những người đình công không giống như những người thực sự bị sa thải và không biết tiền lương tiếp theo của họ sẽ đến từ đâu. Nhưng ai đó đang đình công biết công việc của họ ở đâu. Tin vui cho đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump nắm chắc phần thắng 99% cho cuộc bầu cử năm 2024. Quý vị thân mến, gian lận bầu cử là vấn nạn mà Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa lo lắng nhất trong các cuộc bầu cử. Giờ đây, nhờ thành công trong phát minh mới này mà đảng Cộng hòa đã quẳng đi được phần lớn gánh nặng. Tin vui cho đảng Cộng hòa đây, thưa quý vị, một ứng dụng liêm chính trong bầu cử. Votify Now đang thu hút sự chú ý của cử tri trước khi chu kỳ bầu cử bắt đầu, cho phép họ báo cáo những bất thường trong bầu cử cho các đảng viên và tình nguyện viên trong thời gian thực. Được thành lập bởi Johnny Verida, Votify Now được thành lập vào năm 2019, sau khi anh nghe thấy những lời phàn nàn về gian lận bầu cử lan truyền do cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và giữa kỳ năm 2018. Vieira nói với the News rằng vào thời điểm đó, ông nhận thấy các ứng cử viên đảng Dân Chủ thực sự đang thảo luận về gian lận bầu cử, trong khi đảng Cộng Hòa chỉ quan tâm đến điều đó. Verida nói với One America News hồi năm 2022, Khoảng 16 tháng trước, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về tính liêm chính trong bầu cử. Bạn biết đấy, đã tạo ra một công cụ mà chúng tôi nghĩ là một cách hoàn toàn mới để tiếp cận tính liêm chính trong bầu cử và củng cố niềm tin của mọi người vào quy trình và đó là thứ đã biến thành Votify Now, nơi mọi thứ được xem xét theo thời gian thực và Votify Now là hệ thống duy nhất có tính năng trong ứng dụng mà người dùng có thể xem ngày bầu cử và họ có thể nhấp vào sự cố bổ sung để xem những gì khác đang được báo cáo xung quanh họ. Sau một sự cố được gửi, các báo cáo có thể bao gồm ảnh hoặc video được tự động gắn thẻ địa lý và gắn dấu thời gian được cho là đã được xác minh tính xác thực. Bất kỳ sự cố nào đã được báo cáo nhiều lần sẽ được dán nhãn bằng hệ thống mã màu trên bản đồ hiển thị dấu chấm màu trắng biểu thị một vụ án lên tính, trong khi đó thì dấu chấm màu đỏ biểu thị một vụ án hình sự. Sau đó thì tất cả các sự cố được báo cáo sẽ được chuyển sang định dạng kiểu PDF để có thể gửi đến các quan chức của quận. Tuy nhiên, Vera ra lưu ý với Justin New rằng các báo cáo cũng có thể có trong vòng khoảng 15 phút cho phép các nhà báo và ứng viên nhận được chúng trong thời gian thực. Vera nói với One American News, tại số ứng dụng họ sẽ nhận được một mục trong menu hỏi họ đang gặp phải loại sự cố nào vấn đề về lá phiếu gửi qua thư vấn đề về địa điểm bỏ phiếu về những sự cố bất chính hơn và chúng tôi sẽ lưu trữ những vấn đề đó chuỗi hành trình sản phẩm chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin đó với nhiều bên chúng tôi không chia sẻ với bất kỳ thực thể nào đó có thể là cảnh sát trưởng hoặc có thể là người quản lý chiến dịch chúng tôi chia sẻ với nhiều bên để không có chuyện buồn cười Ngoài việc báo cáo sự cố, Voltify Now còn bao gồm việc theo dõi các trung tâm bỏ phiếu trên cơ sở quận. Tính năng này cho phép cử tri có thể xem liệu một trung tâm gần đó có thể có nhiều báo cáo hay không, cung cấp cho họ các lựa chọn để bỏ phiếu ở nơi khác trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Ứng dụng này sẽ được đa số cử tri Arizona sử dụng, những người được cho là đã báo cáo hơn 8.000 vụ đàn áp cử tri. Vera lưu ý với Just A New rằng anh ấy biết ứng dụng này không phải là giải pháp cuối cùng cho vấn đề gian lận bầu cử, nhưng hy vọng rằng nó sẽ giúp loại bỏ vấn đề này. Vera nói với Just A New, chúng tôi đang tìm cách giúp mọi người đưa ra quyết định dựa trên thông tin theo thời gian thực được kiểm tra kỹ lưỡng nhất có thể. Sự nhẫn tâm của Joe Biden, bà mẹ sao vàng tiết lộ hành động đáng chê trách của cụ bẫy kính thưa quý vị, một bà mẹ sao vàng có con trai chết trong cuộc rút quân hỗn loạn tại Afghanistan đã tiết lộ cách Joe Biden đối xử những tâm với bà khi bà đến thăm ông tại tòa bạch ốc. Vào tháng 8 năm 2021, trong cuộc rút quân bất thành của lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình bên ngoài sân bay Kabul, khiến cho 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Một trong những nạn nhân là trung sĩ tham mưu quân đội Ryan Christian Kaunas, Mẹ của Trung sĩ này đã gặp Biden trong một sự kiện dành cho các gia đình sao vàng tại tòa Bạch Ốc vào năm 2022. Theo báo cáo của Daily Mail hôm thứ Hai, trong sự kiện ngày tưởng niệm tại tòa Bạch Ốc năm ngoái, Paula Knapp đã có cuộc gặp với tổng thống tại phòng bầu dục. Paula Knapp đã hy vọng rằng tổng thống sẽ tỏ ra thông cảm, chịu trách nhiệm và cho cô ấy một chút kết thúc, nhưng Biden hoàn toàn không làm điều đó dự trữ các loại thuốc quan trọng chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Trong cuộc gặp sáp bắt đầu khóc khi nghĩ về sự ra đi của con trai mình. Bà định ngồi đó mà không có cố gắng an ủi bà ấy, thay vào đó hỏi bà có muốn chụp ảnh với ông ta hay không. Trong lúc đang đau đớn vì sự ra đi mất mát này, người mẹ đã trả lời rằng bà chỉ thích một bức ảnh nếu đó là bức ảnh tổng thống đứng cạnh bi mộ của con trai bà tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Bà ấy kể lại tiếp, Biden đã trả lời, tôi không thể làm điều đó vì sở mật vụ sẽ không cho phép tôi làm điều đó. Saab nói rằng, thật là một sự ô nhục về mặt đạo đức khi Tổng thống không có bất kỳ sự cảm thông hay thể hiện lòng thương xót nào đối với gia đình của những người lính dưới quyền chỉ huy của ông, đặc biệt là khi bà quy trách nhiệm cho Biden về thảm kịch này. Saab có quyền tức giận về cuộc gặp gỡ này. Mục đích của cuộc gặp gỡ này là để tôn vinh sự hy sinh của con trai bà. Thay vào đó, tổng thống đã nói lên tất cả về ông ta bằng cách biến sự kiện này thành một buổi chụp ảnh, dường như không biết về mục đích của người mẹ của trung sĩ đã khuất đến thăm. Đây dường như là một khuôn mẫu với Joe Biden. Kể từ khi xuất quân khỏi Afghanistan, Biden cũng tỏ ra thờ ơ như vậy với các gia đình sao vàng khác. Vào năm 2021, Biden nói chuyện với Terry Reese, mẹ của Dylan Merora, người cũng thiệt mạng trong vụ đánh bom trong buổi lễ chuyển giao hài quốc của ông ở Delaware trong cuộc gặp gỡ biden đã so sánh sự mất mát của cô với sự mất mát của con trai ông biao qua đời vì bệnh ung thư red cho biết bà thấy mình run lên vì tức giận khi nghĩ rằng biden sẽ cố gắng sử dụng cơ hội này để gây thiện cảm cho mình khi sự kiện nói về một gia đình vừa mất đi đứa con trai của họ nhưng ngoài sự thờ ơ mà ông ấy đã thể hiện với gia đình người đã hy sinh chúng ta cần nhớ rằng Biden có lỗi trong những gì đã xảy ra tại Afghanistan và ông ấy cần phải chịu trách nhiệm về điều đó. Việc ông thất bại trong việc giữ an toàn cho người Mỹ khỏi bọn khủng bố và việc bỏ rơi các thiết bị quân sự có giá trị ở nước này cấu thành hành vi sao lãng nghĩa vụ, có thể là một hành vi phạm tội có thể bị luận tội đảng cộng hòa tại quốc hội có thể triệu tập những gia đình sao vàng này ra làm chứng về việc tổng thống đã thất bại trong việc giữ an toàn cho người mỹ như thế nào và sau đó tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với họ cũng như hoàn cảnh của họ nhưng ngoài sự thờ ơ mà ông ấy đã thể hiện với gia đình của những người đã hy sinh chúng ta cần nhớ rằng biden có lỗi trong những gì đã xảy ra tại afghanistan và ông ấy cần phải chịu trách nhiệm về điều đó Việc ông thất bại trong việc giữ an toàn cho người Mỹ khỏi bọn khủng bố và việc bỏ rơi các thiết bị quân sự có giá trị ở nước này cấu thành hành vi sao lãng nghĩa vụ, có thể là một hành vi phạm tội có thể bị luận tội. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội có thể triệu tập những gia đình sao vàng này ra làm chứng về việc Biden đã thất bại trong việc giữ an toàn cho người Mỹ như thế nào và sau đó tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với họ cũng như là hoàn cảnh của chính họ cuối cùng thêm một lời kết emily và cộng sự rất mong quý ông bà cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh btv e post time kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an